Mở cái đèn led ra ha, thì nó có cái dây com nữa nha, dây com com âm hai đầu nè. Cái dây com này dài lắm, chắc phải 3 mét á, dây nguồn cũng dài 3 mét luôn. Này có cái remote nữa ha. Nói chung là này là hàng mới, này là của Nhật nên chắc là điện 110 nha. Thì giờ mở ra nè, mở ra sẵn thử cho một cái xem thử nha. Đứng lên rồi, rồi kiếm điện. Đây ghim điện, cái bảng đèn led nó còn đang lên nè, loa này chắc chắn hoạt động rồi. Này về cài phần mềm nha, này nó ghi RR01 nè. Thì đây trên mạch đó nè, rồi cổng kết nối nè, cổng len nè, hai vành này trên nha. Đây cũng không biết đâu, đây chỉ bán thôi đó. Đó, nói chung là cái bảng nó còn lên nè, có hai cái loa hai bên nè, cái để thông báo á. À, nhớ lại là ở này là còn nguyên tem nguyên hộp hết nha, này mở một cái cho khách xem á. Rồi, cảm ơn anh, nhu cầu liên hệ.